Mới đây, một tập đoàn tư nhân đã đề xuất xây dựng bãi đậu xe ngầm tại sân bóng thuộc Công viên Văn hóa Tao Đàn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng BOO xây dựng, sở hữu, khai thác với tổng mức đầu tư là 1.055 tỷ đồng. Bãi đậu xe ngầm được thiết kế 4 tầng hầm, trong đó tầng hầm B1, B2 sẽ phục vụ hoạt động thương mại. Tầng hầm B3, B4 là bãi đậu xe bán tự động, mỗi hầm đậu 2 tầng xe. Tổng sức chứa của bãi đậu xe là 1.198 xe ô tô và 896 xe máy. Mục tiêu của dự án là tạo cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu đỗ xe khu vực, kết hợp với mục tiêu phát triển thương mại, tiện ích công cộng, tạo điều kiện cho nhà đầu tư thu hồi vốn, đồng thời góp phần giải quyết ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm thành phố.